Xin chào quý vị, tôi là Thanh Rác và quý vị cùng đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Ngày hôm nay chủ đề thực hiện với tên gọi là trẻ mắc thalassemia, cơ hội nào chung sống an toàn và phát triển khỏe mạnh. Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn của Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Đình Huấn, là giảng viên bộ môn nhi của trường Đại học Tân Tạo. Dạ, xin được mến chào bác sĩ. Mến chào MC Thanh Rác. Mến chào quý vị khán giả. Dạ, và để mở đầu cho số phát sóng ngày hôm nay, xin nhờ bác sĩ có thể giải thích rõ hơn bệnh thalassemia là một căn bệnh như thế nào và nguyên nhân do đâu gây ra cái tình trạng này thưa bác sĩ. Thalassemia là một cái bệnh cũng có thể gặp ở trẻ em, là một cái bệnh thiếu máu. Nguyên nhân do tán huyết và do di truyền trên nhiễm sắc thể thường và đặc điểm di truyền mang tính chất lặn. Dạ, thưa bác sĩ, tại Việt Nam thì thalassemia là bệnh di truyền gen lặn phổ biến nhất, song thì dường như căn bệnh này chưa được quan tâm đúng mức. Vậy thì theo bác sĩ, đâu là những rào cản thách thức trong việc nhận diện, chẩn đoán và điều trị căn bệnh này ạ? Cái thalassemia á thì nó có nhiều dạng khác nhau. Tùy theo cái đột biến trên chuỗi globin, tức là một cái chuỗi trong thành phần cấu tạo của cái hồng cầu. Thì nó có nhiều dạng, nhưng mà nôm na thì mình có thể hiểu là thường là dạng alpha thalassemia, dạng beta thalassemia, hoặc là một số dạng khác hoặc ít thường gặp hơn, hoặc là phối hợp với nhau nhiều cái kiểu dạng đột biến. Đó là đứng về mặt là phân chia theo cái đột biến trên cái chuỗi globin của cái hồng cầu. Còn cái đứng về mặt trên lâm sàng á thì để đơn giản mình phân biệt hai dạng. Một dạng thalassemia đồng hợp tử, tức là dạng nặng, biểu hiện với đầy đủ các cái triệu chứng lâm sàng và trên xét nghiệm. Cái thứ hai là dạng nhẹ, thì cái triệu chứng nó nhẹ hơn nhiều thì mình cũng có thể phát hiện được, nhưng mà cái triệu chứng nó nhẹ hơn. Và một dạng nữa là một cái dạng ẩn, chỉ mang cái gen bệnh thôi, và trên lâm sàng hoàn toàn bình thường, mình không thể biết được nếu như không tình cờ phát hiện được trên cái xét nghiệm, và khi đó mình đi làm xét nghiệm sâu hơn để biết được. Như vậy thì mình, nếu một em bé, mình xét em bé mà biểu hiện lâm sàng rõ mà mình gọi là cái dạng đồng hợp tử, thì lúc đó em bé cái lâm sàng rất là rõ, em bé có tình trạng biểu hiện sớm ngay thường sau 6 tháng sau khi sinh, đó là cái biểu hiện thiếu máu. Thiếu máu biểu hiện bằng da xanh, niêm nhợt, lòng bàn tay nhợt. Cái thứ hai là biểu hiện bằng cái triệu chứng tán huyết. Tán huyết tức là biểu hiện trên lâm sàng bằng da vàng, kết mặt mắt vàng. Và bà vàng này là do hồng cầu tán huyết, mà xét nghiệm máu mình thấy sẽ thấy tăng cái bilirubin gián tiếp. Cái thứ ba là mình thấy cái biểu hiện những cái triệu chứng tạo máu ngoài tủy, em bé có thể chậm phát triển thể chất, chậm phát triển tâm thần, em bé có thể có những cái biểu hiện lâm sàng rất là rõ, ví dụ vàng da, vàng mắt, trán dồ, có những cái ủ trán, mũi tẹt, miệng thì hô ra, răng thì dễ sâu, rồi có thể bụng nhìn thấy nó hơi to lên là do gan lách to. Còn nếu như mà thể trung gian thì cũng có những biểu hiện này, nhưng mà triệu chứng nó nhẹ hơn, kín đáo hơn. Còn đối với những cái người lành hoàn toàn chỉ mang gen bệnh thì mình không thể nào biết được, có thể hoàn toàn bình thường hoặc có thể da thiếu máu nhẹ, và lúc đó chỉ phát hiện được trên xét nghiệm mà thôi. Và những người này có thể hoạt động hoàn toàn giống như người bình thường, có thể học lực bình thường, thậm chí là học cũng rất là tốt. Dạ, với những cái biểu hiện như là bác sĩ Huấn vừa chia sẻ thì có thể thấy là biểu hiện chính của thalassemia là thiếu máu, và chính vì vậy thì biểu hiện của bệnh này rất là dễ nhầm lẫn với những cái căn bệnh thiếu máu khác. Vậy thì với các bậc phụ huynh thì làm cách nào để phân biệt giữa thiếu máu và khả năng mắc căn bệnh này để mà đưa ra một cái lựa chọn điều trị tốt nhất thưa bác sĩ? Nếu mà một em bé có triệu chứng thiếu máu rõ, da xanh, niêm nhạt, lòng bàn tay nhạt, chậm phát triển thể chất,
thì lúc đó chuyện nó đơn giản. Đối với những cái trẻ mà đồng hợp tử thì là kèm theo cái lâm sàng có vàng mắt, vàng da, kèm theo những cái chán dồ, những ủ chán, có mũi tẹt, răng hô, thì lúc đó mình phát hiện dễ. Và trong trường hợp này thì mình sau khi phát hiện thì mình được cho trẻ khám các bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc chuyên khoa huyết học, sẽ được chẩn đoán dễ dàng bằng cái xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, phốt pho ngoại biên hoặc là và điện di cái hemoglobin để xác định ra cái bất thường cái hemoglobin. Còn nếu đối với trẻ mà dạng trung gian thì cũng có thể tương tự giống như cái dạng điển hình đồng tử. Nhưng mà đối với những trẻ, cái khó khăn nhất mà dễ nhầm lẫn nhất là đối với những trẻ người lành mang mầm bệnh. Và đối với những trẻ này lâm sàng hoàn toàn bình thường hoặc là thiếu máu rất là nhẹ, kín đáo hoặc là không thiếu máu, thì qua phát hiện tình cờ khi một đi thăm khám một cái bệnh lý gì đó hoặc là khám sức khỏe tổng quát, thì trên xét nghiệm người ta sẽ thấy được một cái tình trạng thiếu máu, tức là hemoglobin giảm mà cái hồng cầu lại nhỏ mà màu sắc nhợt nhạt, từ chuyên môn gọi là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhợt sắc. Thì trong cái trường hợp này á, đối với một trẻ thiếu máu hồng cầu nhỏ mà nhược sắc á, thì trên 90% may mắn là đã rơi vô là thiếu máu, thiếu cái sắc, tức là một cái vi chất. Thì trong trường hợp này thì mình sẽ điều trị theo hướng thiếu máu thiếu sắc rất là đơn giản. Nhưng mà lẫn trong những cái trường hợp thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc á, thì có khoảng một cái tỷ lệ thấp, khoảng dưới 10%, sẽ có những trẻ mà nhìn ngoài hoàn toàn bình thường hoặc là da xanh thiếu máu nhẹ thôi, nhưng mà mang một cái thể gen bệnh người ta gọi là bệnh thalassemia thể ẩn, hay là gọi là thalassemia dị hợp tử, hay gọi là thalassemia thể chay á. Thì trong trường hợp này thì mình không phân biệt được là do thiếu máu, do thiếu chất sắt hay là thalassemia dị hợp tử, thì lúc đó các bác sĩ sẽ cho làm xét nghiệm định lượng ferritin và sắt huyết thanh và kèm theo điện di hemoglobin. Nếu do thiếu sắt thì lúc đó ferritin sẽ giảm. Nhưng mà nếu như ferritin bình thường hoặc thậm chí có thể tăng, thì trong trường hợp này cái nguyên nhân còn lại đa số là do thiếu máu tán huyết bẩm sinh thalassemia. Thì lúc bấy giờ mình sẽ dựa trên kết quả điện di hemoglobin, phân tích hemoglobin A, hemoglobin F, hemoglobin A2, vân vân, tùy theo tỷ lệ để xác định là thiếu máu di truyền tán huyết bẩm sinh thalassemia. Điều này rất là quan trọng, bởi vì hai hướng, một cái điều trị thiếu máu thiếu sắt và thalassemia thể ẩn, hoàn toàn khác nhau. Dạ, vậy thì bệnh thalassemia này nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển cũng như là tương lai của trẻ, thưa bác sĩ? Nếu thalassemia mà đồng hợp tử thì biểu hiện rất nặng. Trẻ sẽ bị thiếu máu mãn tính, kéo dài và rất nhiều, ảnh hưởng lên sự chậm phát triển tâm thần vận động, thể chất. Và tình trạng thiếu máu này làm em bé sẽ mệt mỏi, yếu kém và thể lực. Và em bé có thể biểu hiện thêm những cái triệu chứng vàng mắt, vàng da và những cái triệu chứng của ứ động cái chất sắt, là thành phần mà tán huyết của hồng cầu bị tán huyết trong cơ thể. Thì chất sắt này nó ứ động ở não, gây ra có thể rối loạn tâm thần, chậm phát triển tâm thần. Ứ động ở tim có thể ảnh hưởng đến chức năng tim. Ứ động ở lách, ở gan sẽ suy giảm chức năng gan, lách, thậm chí ứ động ở tụy kéo dài có thể gây tiểu đường. Và đặc biệt là trẻ có thể ảnh hưởng cái sự tăng tạo máu ngoài tủy, sẽ ảnh hưởng lên những cái chức năng của xương, sẽ làm xương giòn, xương lõn, dễ gãy, dễ sâu răng. Và thậm chí là trẻ lớn có thể suy giảm chức năng sinh dục. Đó là những đối với những trẻ mà thể nặng đồng hợp tử. Còn đối với những cái trẻ mà thể nhẹ hơn, dị hợp tử, thể nhẹ thì có thể có từng đợt tán huyết, mà cái thời gian
tán huyết nhanh hơn một cái sinh lý bình thường. Người dễ ể oải, mệt mỏi, chậm vận động, chậm học tập, chậm làm việc. Còn đối với những cái người mà thể di hợp tử bình thường thì mà thể mà ẩn á, thể chay á, chỉ mang gen bệnh không thôi á, thì lâm sàng hoàn toàn giống như một người bình thường, vẫn học tập, vẫn lao động, vẫn sinh hoạt bình thường. Thì trong những cái trường hợp đó thì mình chỉ phát hiện trên xét nghiệm mà thôi. Và những xét nghiệm này cũng đơn giản, dễ làm. Nhưng mà dù sao mình cũng phải cần phân biệt cái thiếu máu này là do bệnh phổ biến nhất là thiếu máu thứ sắc hay là do di truyền. Bởi vì hai cái hướng điều trị khác nhau. Nếu mà do thiếu chất sắt thì bổ sung chất sắt ít nhất là 3 tháng. Còn nếu mà do thalassemia, mà nếu thalassemia nặng, đông hợp tử thì mình thường sẽ ứ động sắt trong cơ thể, mình phải tránh chất sắt mà thậm chí phải thải chất sắt. Còn nếu thalassemia mà thể ẩn, di hợp tử, thể chay hoàn toàn bình thường, thì lúc đó thì nếu mà cái dự trữ sắt với lectin bình thường thì ta không cần phải bổ sung sắt gì cả, vì bổ sung không hiệu quả mà thậm chí có hại hơn. Và thực tế thường rất gặp nhiều trường hợp trẻ bị thiếu máu thalassemia, tức là thiếu máu do tán huyết di truyền trên cái nhiễm chất thể thường dịch lặn á, mà không được tới bác sĩ kịp thời để được cho làm xét nghiệm chẩn đoán xác định đây là thalassemia, thậm chí đây là thalassemia thể diệp tử thể ẩn, mà mình cứ nghĩ đơn thuần theo xác suất, mình nghĩ đơn thuần là thiếu máu thứ sắc, mình cứ cho trẻ bổ sung sắc sắc hoài thì làm cho không những hiệu quả không có mà là làm tăng cái lắng động sắc trong cơ thể lại nguy hiểm. Thành ra khi mà một có tình trạng thiếu máu thì phải nên tới bác sĩ để được chẩn đoán cái nguồn gốc, nguyên nhân cụ thể chính xác của thiếu máu thứ sắc hay là do thalassemia. Dạ vâng, với những cái chia sẻ của bác sĩ Huấn vừa rồi thì có thể thấy căn bệnh này ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống của trẻ, không những về sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Vậy thì điều trị, cái hướng điều trị của căn bệnh này như thế nào và làm sao để mà ngăn chặn những cái biến chứng cũng như là để mà hạn chế cái tình trạng diễn tiến nặng hơn của bệnh đối với trẻ thưa bác sĩ? Bình thường cái đời sống của hồng cầu là 120 ngày. Thì trong cái bệnh mà thiếu máu tán huyết bẩm sinh này đó, thalassemia, thì tùy theo mức độ nhẹ hay trung bình hay nặng, hoặc là chỉ là ăn gen bệnh không, mà nó biểu hiện lâm sàng khác nhau. Đặc biệt đối với thể thalassemia thể nặng, đồng hợp tử hoặc là thể trung gian á, thì cái đời sống hồng cầu nó bị rút ngắn hơn rất nhiều. Tức là một cái chu kỳ tán huyết nó rất là nhanh, do đó trẻ sẽ dễ bị thiếu máu và trẻ dễ bị những cái biến chứng thiếu máu, cũng như sẽ bị vàng da, vàng mắt, vân vân. Và càng ngày những cái trẻ này theo một cái chu trình nó càng ngày càng nặng. Do đó đối với những cái trẻ này thì mình phải điều trị truyền máu kịp thời khi những cái đợt tán huyết của trẻ nhiều và nặng, để bổ sung liền cái hồng cầu lắng cho trẻ để cho đáp ứng được, tránh cái tình trạng thiếu máu. Ngoài ra đối với những trẻ này á, thì sau những cái đợt tán huyết và sau những cái đợt truyền máu thì theo thời gian nhiều lần trẻ sẽ bị ứ động sắt trong cơ thể. Cho đến tới một mức độ cao được bác sĩ chuyên khoa xác định ở một mức độ chuyên môn là cần phải thải sắt khi có chỉ định để tránh những cái biến chứng như ứ động sắt. Cái thứ hai, đối với những trẻ này mình truyền máu khi cần, mình thải sắt khi cần, thì kèm theo nữa tức là mình phải dùng những cái số thuốc để bảo vệ cái hồng cầu nó vững chắc hơn, mà cụ thể thường các bác sĩ cho thêm cái acid folic và vitamin E. Và kế tiếp, trong cái chế độ mặc dù trẻ này thiếu máu nhưng mà trong chế độ xét nghiệm không thấy có cái thiếu sắt, thậm chí dư sắt, thành ra phải tránh dùng những thức ăn mà quá nhiều chất sắt. Cụ thể là không ăn quá nhiều những cái thịt đỏ, thịt bò, thịt heo, hoặc là không dùng nhiều những cái sản phẩm mà chứa nhiều chất sắt như là gan lòng, nội tạng động vật, hoặc là những cái rau lá xanh đậm mà ăn quá nhiều. Và đặc biệt là phải xác định đúng mình bệnh nhân này là thalassemia, là sắt sẽ bình thường hoặc là sắt sẽ tăng chứ không thiếu. Là nó không phải tự ý nhìn thấy
thiếu máu là đi mua thuốc bổ máu có chứa sắt uống vô là hại nhiều hơn là lợi. Và còn nữa là những trẻ này nếu mà ứ sắt nhiều, gan lách to nhiều, gây cường lách v.v. thì khi mà có chỉ định bác sĩ cho cắt lách thì lúc đó đây là một cái giải pháp không phải triệt để, nhưng mà là trong một số trường hợp cần thiết. Thì trong những trường hợp này thì những trẻ này cần phải được chích ngừa viêm gan B, chích ngừa phế cầu, chích ngừa hemophilus influenza, chích ngừa não một cầu để tránh những cái biến chứng do cắt lách. Và quan trọng nữa trong cái điều trị là mình phải tư vấn di truyền để tránh cho những cái thế hệ sau bị ảnh hưởng của gen bệnh này. Dạ vâng, và về cái căn bệnh này thì có rất là nhiều phụ huynh họ lo lắng một cái vấn đề là trẻ mắc thalassemia thì chỉ có thể sống là thêm đến 20 năm nữa thôi. Vậy thì hiện nay có những cái giải pháp tiến bộ nào mà giúp cải thiện cuộc sống cũng như là tăng thêm cái tuổi thọ của trẻ mắc căn bệnh này hay không thưa bác sĩ? Cái điều trị phổ biến nhất là truyền máu khi cần, tức là khi thiếu máu. Cái thứ hai nữa là thải sắt khi quá dư. Cái thứ ba nữa là cắt lách khi có chỉ định của bác sĩ. Cái thứ tư là hạn chế dùng những cái thức ăn, những cái bổ sung thuốc sắt nếu không cần thiết, nếu không có thiếu vì một bệnh lý khác kèm theo. Và phải có một cái chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi hợp lý. Cụ thể là khi thiếu máu là phải tới cơ sở y tế địa phương hoặc là trung tâm thành phố lớn để được truyền máu kịp thời, thải sắt đúng chỉ định để không bị lắng động. Và trong những cái trường hợp như vậy á, thì nó giúp tăng cái tuổi thọ của một cái bệnh nhi bị thalassemia. Ngoài ra trong cái đó là đối với những trường hợp nặng, còn đối với những trường hợp nhẹ hoặc là một cái dạng chỉ mang gen bệnh thôi thì vẫn có một chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt giống như một cái trẻ bình thường. Chỉ chú ý là nếu như mà thông thường không mắc bệnh gì hết mà định lượng ra ferritin bình thường thì phải không nên lạm dụng mà bổ sung sắt một cách sai lầm. Và một cái tiến bộ trong điều trị hiện nay là có ghép tế bào gốc, ghép tủy, cũng là một tiến bộ mà trên thế giới chứng tỏ là mang tính chất hiệu quả tốt đối với điều trị căn nguyên bệnh này. Như bác sĩ cũng vừa chia sẻ một cái phương pháp điều trị đó là ghép tế bào gốc tạo máu là một cái phương pháp tiên tiến nhất hiện nay để mà điều trị căn bệnh này. Vậy thì xin hỏi bác sĩ thêm là cái cơ hội chiến thắng bệnh thalassemia sau khi ghép tủy thì như thế nào thưa bác sĩ? Cái kết quả điều trị trên thế giới cho kết quả thành công khá là tốt, khá là cao và mang tới nhiều cái hứa hẹn. Và đây là một cái giải pháp có thể ngoài những cái biện pháp điều trị kinh điển trước đây thì đây là một cái giải pháp mang nhiều cái tiềm năng tốt cho trẻ em bị thalassemia. Vậy thì xây dựng dinh dưỡng cho trẻ mắc bệnh thalassemia thì còn chú ý những cái nguyên tắc nào, còn bổ sung thêm những cái dưỡng chất nào cho trẻ để mà có thể giúp trẻ hỗ trợ hồi phục cái bệnh lý này thưa bác sĩ? Bệnh lý này là do bệnh lý gen di truyền thì mình không thể chỉnh sửa được gen di truyền. Nhưng mà mình vẫn dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi hợp lý, tránh lạm dụng những cái thuốc mà có thành phần sắt trong cơ thể. Thậm chí cụ thể là nếu không có một, bình thường không có một cái bệnh lý gì mà gây ra thiếu máu thiếu sắt kèm theo thì không được bổ sung cái những thuốc mà có chứa chất sắt một cách tùy tiện, có thể gây lắng động sắt nguy hiểm cho các bé. Và bổ sung thêm vitamin E, vitamin acid folic để làm cho hồng cầu bền vững hơn để giảm cái nguy cơ tán huyết. Dạ vâng, như bác sĩ có chia sẻ ở câu hỏi vừa rồi thì cái phương pháp điều trị căn bệnh này là truyền máu, nhưng mà không phải tỉnh thành nào cũng có bệnh viện huyết học. Vậy thì với những trẻ sau này mà về địa phương rồi sẽ tiếp tục được điều trị theo dõi ra sao, và điều trị chăm sóc trẻ tại nhà thì cha mẹ cần lưu ý những cái dấu hiệu nào để mà nhận biết con em mình đang diễn tiến tốt hay là đang diễn tiến nặng mà cần phải đưa trẻ quay trở lại bệnh viện để mà thăm khám và điều trị tiếp tục thưa bác sĩ? Nếu mà trẻ mà đột nhiên mệt mỏi, da xanh, niêm nhợt, làm bằng tay nhạt thì lúc đó là có thể là biểu hiện của một cái cơn tán huyết đã xảy ra. Thì trong những trường hợp đó thì mình phải đến nhân viên y tế để phát hiện kịp thời, xác định cái
tình trạng thiếu máu kịp thời, cái ngưỡng hemoglobin tụt giảm kịp thời để cho truyền máu ngay lập tức để tránh tình trạng thiếu máu nguy hiểm cho các cháu. Và đối với cái truyền máu, cụ thể là truyền hậu cầu rắn phù hợp nhóm máu, thì những tình trạng này tất cả từ bệnh viện trung tâm và đặc biệt là các cơ sở y tế tại địa phương hiện nay đã thực hiện và đã làm rất tốt. Thành ra những điều kiện này thì các bé đã được chăm sóc y tế tại y tế gần nhà. Chỉ trong một số trường hợp thì lúc đó cần sự chuyên môn thì sẽ sự phối hợp giữa một cái hội chẩn giữa một cái y tế địa phương và y tế các bệnh viện lớn, chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng lên bệnh viện lớn. Và cái thứ hai quá quan trọng, khi mà trẻ bị thalassemia thì mình phải cho trẻ một cái thẻ giống như một cái thẻ thông tin để em bé mang theo, để bất kỳ đi tới một cái cơ sở y tế nào cũng đưa để cho nhân viên y tế biết, ví dụ như là alpha thalassemia hay beta thalassemia, hoặc là bệnh một bệnh lý thalassemia gì đó phối hợp kèm theo với một bệnh lý hemoglobin, và thậm chí là biết được cái nhóm máu nào để khi mà trẻ tới cơ sở y tế sẽ được nhận diện, phát hiện nhanh và điều trị tốt nhất cho trẻ. Dạ vâng, vậy thì đối với những người mà họ có gen lặn thalassemia thì làm sao để mà họ sinh ra tiếp tục những thế hệ con em của mình thì có thể khỏe mạnh hơn và không mắc căn bệnh này thưa bác sĩ? Thì đối với đây là một bệnh di truyền, thành ra nói với một cái trẻ, một người nam hoặc nữ mà có gen một bệnh thalassemia thì khi mà lập gia đình thì phải nên tới những cái trung tâm di truyền của những cái bệnh viện lớn để được xét nghiệm, để được tư vấn di truyền, để tránh những cái nguy cơ truyền những cái gen bệnh cho những cái thế hệ tiếp theo. Thì những cái động tác tư vấn di truyền này được thực hiện đã lâu và rất là chuyên nghiệp tại các trung tâm tư vấn di truyền của các bệnh viện sản lớn tại thành phố. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ. Mấy chú bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.